Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách xuất Ai Cập ký chương 1. Đây là tên các con trai của Israel. Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Jacob đến xứ Ai Cập: Ruben, Simeon, Levi và Juda, Issachar, Zabulon và Benjamin, Dan, Nephtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Jacob sinh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Ai Cập. Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ tại nước Ai Cập có một vua mới lên ngôi chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng: "Này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, ta hãy dùng trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai, nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chăng?" Vậy, người Ai Cập bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi Thom và Ramse dùng làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người Ai Cập càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ai Cập bèn đem lòng ghen ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên Sipra và một người tên Phu-a mà rằng: "Khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hễ thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống." Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng: "Sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống?" Các bà mụ tâu rằng: "Ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ai Cập, vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến." Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: "Phàm con trai của dân Hebrew mới sinh, hãy liện xuống sông, còn con gái thì để cho sống." Chương 2. Vả có một người trong họ Levi đi cưới con gái Levi làm vợ. Nàng thọ thai và sinh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Vả bây giờ con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đang khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng: "Ấy là một đứa con của người Hebrew." Người chị đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng: "Tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ." Công chúa đáp rằng: "Hãy đi đi." Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng: "Hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho." Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: "Ta đã vớt nó khỏi nước."
vả. Đang lúc đó, Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ. Cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình. Ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát. Qua ngày sau, Môi-se đi ra nữa, thấy hai người Hê-bơ-rơ đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng: sao ngươi đánh người đồng loại mình? Nhưng người đó đáp rằng: ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô kia chăng? Môi-se sợ nói rằng: chắc thật việc này phải lậu rồi. Pha-ra-ôn hay việc đó thì tìm giết Môi-se, nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn, dừng chân tại xứ Ma-đi-an và ngồi gần bên một cái giếng. Vả, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an có 7 con gái. Các nàng đó đến giếng xách nước đổ đầy máng đặng cho bầy chiên cha mình uống, nhưng các kẻ chăn chiên đến đuổi đi. Môi-se bèn đứng dậy binh vực các nàng đó và cho những bầy chiên uống nước. Khi mấy nàng trở về nhà Rê-u-ên cha mình thì người hỏi rằng: sao bữa nay các con về sớm vậy? Thưa rằng: một người Ê-díp-tô cứu chúng tôi ra khỏi tay bọn chăn chiên và cũng có xách nước nhiều quá cho bầy chiên uống nữa. Cha lại hỏi rằng: người đó bây giờ ở đâu? Sao các con bỏ người đi? Hãy mời đến đặng ăn bánh. Môi-se ưng ở cùng người này, người bèn gả Sê-phô-ra, con gái mình, cho Môi-se. Nàng sinh một con trai, Môi-se đặt tên là Gẹt-sôn, vì nói rằng: tôi kiều ngụ nơi ngoại bang. Sau cách lâu, vua xứ Ê-díp-tô băng, dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở, tiếng kêu vang lên thấu Đức Chúa Trời. Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình đã kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đức Chúa Trời đoái lại dân Israel, nhận biết cảnh ngộ của chúng. Chương 3. Vả, Môi-se chăn bầy chiên cho Jethro, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy nhưng không hề tàn. Môi-se bèn nói rằng: ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào? Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: hỡi Môi-se, hỡi Môi-se. Người thưa rằng: có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng: chớ lại gần chốn này, hãy cổi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Rồi Ngài lại nói: ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pha-ra-ôn để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Môi-se bèn thưa rằng: tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô? Đức Chúa Trời phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: này, tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: ta là đấng tự hữu hằng hữu. Rồi Ngài lại rằng:
Hãy nói cho dân Israel như vậy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: Ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Hãy đi, hội hiệp các trưởng lão Israel mà nói cùng họ rằng: Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: Thật vậy, ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ai Cập, nên ta đã phán rằng: Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ai Cập, đặng đem lên xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, tức là một xứ đượm sữa và mật. Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi. Vậy ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi ý kiến vua xứ Ai Cập mà tâu rằng: Jehovah, Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng của lễ cho Jehovah, Đức Chúa Trời chúng tôi. Và ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ai Cập thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi. Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ai Cập bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. Ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mắt người Ai Cập. Vậy khi nào các ngươi ra đi thì sẽ chẳng đi ra tay không, nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo mặc lấy cho con trai con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ai Cập là như vậy. Thi Thiên 13. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ hằng quên tôi cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng tôi cho đến bao giờ? Tôi phải lo lắng nơi linh hồn tôi, hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trỗi hơn tôi cho đến chừng nào? Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy xem xét nhậm lời tôi và làm cho mắt tôi được sáng, kẻo tôi phải ngủ chết chăng? Kẻo kẻ thù nghịch nói rằng ta đã thắng hơn nó, và kẻ cừu địch mừng rỡ khi tôi siêu tỏ. Nhưng tôi đã tin cậy nơi sự nhân từ Chúa, lòng tôi khoái lạc về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm ơn cho tôi. Thi Thiên 14. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng? Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình. Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người. Ôi, chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Chương 33. Khốn thay cho ngươi, chưa bị hại mà hại người, chưa bị dối mà dối người. Khi ngươi hại người vừa rồi, chính ngươi sẽ bị hại. Khi ngươi dối người vừa rồi, đến phiên ngươi sẽ bị dối. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi. Chúng tôi trông đợi nơi Chúa. Xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn. Nghe tiếng ồn ào, các dân đều trốn tránh. Khi Chúa dấy lên, các nước đều vỡ tan. Của cải các ngươi sẽ bị thâu lại như con sâu thâu lại. Người ta sấn đến trên nó như cào cào nhảy tới. Đức Giê-hô-va là cao trọng vì Ngài ở nơi cao. Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy sự công bình và chính trực.
ngày giờ của ngươi sẽ được sự bền vững, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ là vật châu báu của ngươi. Này, những kẻ mạnh bạo đang kêu rêu ở ngoài, các sứ giả cầu hòa khóc lóc đắng cay. Đường cái hoang loạn, người ta không qua lại nữa. Kẻ thù đã dứt lời giao ước, khinh dễ các thành ấp, chẳng thèm kể đến nhân dân. Đất đai thảm sầu hao mòn, Liban xấu hổ và khô héo. Sharon giống như nơi sa mạc, Ba-san và Cạc-mên cây cối điêu tàn. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ ta sẽ trỗi dậy, bây giờ ta sẽ dấy mình lên, bây giờ ta sẽ lên cao. Các ngươi sẽ có ngén rơm rạ và sẽ đẻ ra cỏ rác. Hơi các ngươi thở ra, tức là lửa thiêu nuốt mình. Các dân sự sẽ như vôi đang sôi nổi, như gai đã chặt, bị đốt trong lửa. Các ngươi là kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm. Còn các ngươi là kẻ ở gần, hãy nhận biết năng lực ta. Những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn, bọn vô đạo đã run rẩy. Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời? Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chính trực, khinh món lợi hoạnh tài, vung tay chẳng lấy của hối lộ, bưng tay chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác. Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao, các vần đá bền vững sẽ là đồn lũy nó, bánh nó sẽ được ban cho, nước nó sẽ không bao giờ thiếu. Mắt ngươi sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp ngài, sẽ thấy đất mở rộng. Lòng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp. Chớ nào kẻ đánh thuế ở đâu, kẻ cầm cân ở đâu, kẻ đếm những đồn lũy ở đâu. Ngươi sẽ chẳng còn thấy dân cường bạo nữa, là dân nói tiếng líu lo khó nghe, tiếng mọi rợ không hiểu được. Hãy nhìn xem Si-ôn là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta. Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa. Các nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ở đó với chúng ta trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Thật, Đức Giê-hô-va là quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta, chính Ngài sẽ cứu chúng ta. Những dây của ngươi đã cổi ra, không thể chằng chân cột và giương buồm được. Bây giờ, người ta sẽ chia của cướp bộn bề, kẻ què bắt lấy phần của đó. Dân cư sẽ không nói rằng tôi đau, kẻ ở trong nó sẽ được tha tội. Chương 34. Hỡi các nước hãy đến gần mà nghe, hỡi các dân hãy để ý. Đất và mọi vật trong nó, thế gian và mọi vật sinh ra đó hãy đều nghe. Vì Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng mọi nước, cơn thịnh nộ Ngài nghịch cùng cả đạo binh họ. Ngài đã giao họ cho sự diệt vong, phó cho sự đánh giết. Kẻ bị giết trong chúng nó sẽ phải ném bỏ, thây chết bay mùi hôi, các núi đầm đìa những máu. Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác, các từng trời cuốn lại như cuốn sách, cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống. Vì gươm ta đã uống đủ ở trên trời, này nó sẽ xuống trên Ê-đôm và trên dân mà ta đã rủa sả để làm sự đoán xét. Gươm của Đức Giê-hô-va đầy những máu với những mỡ, là máu của chiên con và dê đực, mỡ trái cật của chiên đực. Vì có sự tế tự Đức Giê-hô-va ở Bốt-ra và có sự đánh giết lớn ở đất Ê-đôm, những bò rừng, bò và bò đực đều ngã xuống. Đất chúng nó say vì máu và bụi chúng nó đượm nhuần vì mỡ. Vì Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả vì cớ Si-ôn.
các khe suối Edom sẽ biến thành nhựa thông, bụi đất nó biến thành lưu hoàng, đất đai nó trở nên nhựa thông đang cháy. Ngày đêm chẳng tắt, hằng bay lên những luồng khói. Đất sẽ hoang vu từ đời nọ qua đời kia, đời đời sẽ chẳng có người đi qua. Bồ nông và nhím sẽ chiếm lấy đó, chim cú chim quạ sẽ ở đó. Chúa sẽ giáng trên đó cái dây lộn lạo và thước thăng bằng trống không. Chúng nó sẽ gọi các kẻ sang trọng đến ngôi nước mà không có ai. Hết thảy các quan trưởng nó đều ra hư không. Gai gốc sẽ mọc lên trong lâu đài, chà chum cỏ rác mọc lên trong đồn lũy. Ấy sẽ là hang của chó đồng và chỗ nghỉ của chim đà. Thú rừng và chó rừng sẽ gặp nhau tại đó, dê đực kêu nhau, yêu quái ban đêm loáng làm chỗ ở và làm nơi náu nương yên ổn. Rắn roi sẽ làm ổ tại đó, đẻ trứng ấp cho nở và nhóm con lại dưới bóng mình. Sau nữa, những kên kên cùng nhau nhóm tại đó, trống và mái thành đôi. Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy. Trong những thú vật ấy, chẳng một con nào thiếu, chẳng một con nào là không đủ đôi. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền và thần Ngài đã nhóm chúng nó lại. Chính Chúa đã bắt thăm cho chúng nó và tay Ngài dùng dây chia đất này cho. Những thú vật ấy sẽ được đất này làm kỷ vật luôn và ở đó từ đời nọ qua đời kia. Chương 35. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-mên và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối ruông en. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy. Những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.
Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.